Đấy là em à? Đấy là em à? Em con đây à? Em à? Phải em không? À phải em à? Con dẫn anh đi chơi à? Đi chơi. Ờ, con đi chơi à? Khổ thân nhỉ. Con này con không nhìn thấy à? À vừa nãy cô chú cho kẹo ở trên kia ấy. À, con không biết nên đấy à? Không biết nên xin à? Ờ, thế à? Khổ thân con nhỉ. Bây giờ con đi đâu chơi? Đi chơi quanh đây à? Thế là lúc con đẻ ra là con chưa bị ốm đúng không? Con chưa mắt con chưa bị đau đúng không? Ừ, khổ thân. Thế là con bị ốm xong là bố mẹ cho con uống thuốc à? Con biết nói rõ tiếng Kinh không? Đây là em này ấy, thì là Phen Phen có hỏi qua thông tin là em bị lúc đẻ ra thì chưa bị mắt thì chưa bị như này. Đó. Nhưng mà do là con ốm là bố lấy thuốc ở trong bàn thôi để đi chữa, nhưng là chữa không được là bị ốm là bị đau đúng không? Ừ. Khổ thân con. Vừa nãy chú cho bánh kẹo con các em ở trong kia ơi. Nhưng mà con không ra. Này chú có cho con tiền nhá. Cho con tiền để con đi ăn mua bánh kẹo. Này. Đây con cầm đấy. Đây tiền đây con. Cảm ơn nha. Ừ. Con là người Mông à? Con là người Mông đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Con 20 tuổi rồi à? Con đi chơi là em phải dắt con đi à? Đi chơi. Ừ. Con có được đi học không? Không. Mắt con bị đau đúng không? Không. Ừ. Em này là mắt là không phải bẩm sinh. Nên là ví dụ mà có tiền chữa là em vẫn chữa được. Rồi. Ừ. Ừ, đây là em đúng không? Con dẫn anh đi chơi đi. Đi dẫn anh đi mua kẹo nhá. Rồi. Ừ, đi đi. Con có tiền thì mua kẹo đi. Khổ thân. Hôm trước mọi người xem kênh TikTok của Phen Phen ấy thì có một cô cũng gửi cho Phen Phen 300.000, thì 300.000 đấy Phen Phen đã mua bánh kẹo rồi là chia cho các cháu. Thì Phen Phen chủ yếu là đăng video trên kênh YouTube là Phen Phen Vlog thôi, nên là cũng ít có cơ hội để quay TikTok. Nếu mà ai mà thương yêu Phen ấy mà muốn theo dõi hành trình của Phen Phen trên bản với bà con ấy thì mọi người có thể là xem qua kênh YouTube của Phen Phen mọi người nhé. Giờ Phen Phen xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở một video khác.